Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Kiên 1983 Thuyết chuyện về ẩm thực cây trồng của Phú Thuận. Vâng, hôm nay ngày 28 Tết, tôi có tổ chức gói bánh chưng Tết. Tôi hiện nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gói bánh chưng bằng tay mà đẹp như gói khuôn. Về các bạn bánh chưng thì nguyên liệu các bạn biết rồi, các bạn có gạo, đỗ và thịt. Ngoài ra thì có lá dong của gói. Lá dong thì cách gấp lá dong là các bạn quan sát chú ý để trước lá dong của chúng ta đây ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gấp để chúng ta cắt và chúng ta sẽ xếp lá để gói. Chúng ta thường thấy cái lá dong có hai cái phần, một phần nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ gấp cái phần nhỏ này vào phía trong. Các bạn có thể quan sát rồi gấp cái mép sát về cả cái sống của lá dong này. Sau đó chúng ta gấp đôi rồi chúng ta lại gấp một lần nữa là, và chúng ta chú ý là chúng ta gập cái sống này cho nó quay ra ngoài, sống lá quay ra ngoài. Và chúng ta đo bánh là thường nó chiều rộng của nó khoảng mỗi chiều khoảng 12 đến 13 cm thì tôi sẽ cắt cái bánh này khoảng 12 cm. À, 12 rưỡi vừa. Chúng ta lần lượt mỗi chiếc bánh chúng ta cần 4 chiếc lá. Chúng ta gấp, nhớ lưu ý là chúng ta gấp cái mặt cái mé nhỏ của chiếc lá vào trong để khi gói thì cái phần phía ngoài sẽ rộng hơn, dựng lên để bao bọc chiếc bánh cho nó kín. Và các chiếc lá chúng ta gấp cho đều bằng nhau, chúng ta đo cho đều bằng nhau thì chiếc bánh của chúng ta mới vuông được. Về cái lá dong này thì chúng ta nên trước khi gói thì chúng ta nên mua trước vài hôm để sau đó chúng ta để cho cái lá dong một thời gian thì nó sẽ đỡ bị dập gãy, nó mềm hơn, và trước khi gói chúng ta rửa sạch. Rồi, như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn cách gấp lá để gói bánh. Và tiếp theo đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gói bánh luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bẻ, lấy từng chiếc lá và bẻ cái phần này, trong này, làm sao để cái lá chúng ta tạo thành cái góc vuông. Chúng ta bẻ gấp vào mép của cái cạnh đó bên này, sau đó chúng ta vuốt phẳng. Chiếc lá tiếp theo chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta các bạn quan sát, chúng ta làm sao vuốt cho nó phẳng. Sau khi vuốt được 2 chiếc lá rồi thì gấp được 2 chiếc lá thì hình vuông. Góc vuông này thì chúng ta sẽ cái lá bên ngoài chúng ta sẽ gấp nó vào. Để chúng ta miết. Đây các bạn quan sát.
tạo thành một cái hình tam giác ở phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ đè cái lá này lên trên. Tiếp đến chúng ta sẽ bẻ tiếp hai cái lá còn lại, gập tiếp hai cái lá còn lại thành vuông vuông và chúng ta xếp vào phía trong, đảm bảo làm sao cho bốn chữ lá chúng ta sẽ cân với nhau. Như vậy chúng ta đã xếp được đá vào rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ cho gạo đỗ thịt vào để chúng ta gói. Khi cho gạo thì chúng ta sẽ vun đều vào các góc làm phẳng. Chúng ta có thể điều chỉnh lại cái lá một chút cho nó vuông lại, bởi có gạo rồi thì nó sẽ cố định cái lá của chúng ta vuông. Tiếp đây chúng ta cho đỗ. Cái đỗ thì chúng ta có thể sử dụng đỗ sống hoặc đỗ đã nấu chín. Tuy nhiên là như nhà tôi thường sử dụng đỗ nấu chín thì khi cắt bánh ra sẽ mịn hơn. Sau khi cho một lớp đỗ thì chúng ta sẽ cho tới thịt heo, thịt lợn này. Chúng ta giải đều ra. Và chúng ta lại cho một lớp đỗ ở trên. Chúng ta ấn nó xuống một chút. Sau đó chúng ta lại đổ một lớp gạo ở trên. Chúng ta vun đều vào các góc cho phẳng. Chúng ta vỗ ra cho nó bánh cân lại. Sau đó chúng ta sẽ ép hai bên vào, chúng ta sẽ gấp cái này gọn vào và gấp lại cái này như vậy. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái lạt để cố định cái bánh. Cái lạt này chủ yếu để cố định nữa. Sau khi cố định chiếc bánh rồi thì chúng ta sẽ dùng lạt để buộc các góc. Thường như nhà tôi thì gói bánh này nó vừa thôi, thì ăn nó vừa miếng. Thì tôi sẽ sử dụng mỗi chiếc bánh 4 chiếc lạt buộc. Sau khi buộc được hai bên rồi thì tháo cái lạt ở, chúng ta tháo cái lạt ở giữa ra, cái lạt cố định đầu tiên ra, chúng ta lại buộc lại cho nó cân. Rồi, như vậy là cái bánh chúng ta đã hoàn thành. Sau khi chúng ta đặt lên, chúng ta ấn lại cho nó cân cắn, chỉnh lại cái lạt cho nó vuông vức vào. Như vậy thì tôi đã vừa hoàn thành hướng dẫn các bạn cách gói bánh chỉ bằng tay, không cần khuôn, đúng không ạ? Và các bạn thấy cái bánh này thì gói chúng ta thấy là rất là cân cắn, vuông vức và nó không thua kém gì so với gói khuôn, đẹp như gói khuôn. Các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.